Tôi là Thu Hiền, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tin sáng ngày 22 tháng 11 trên kênh FBNC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị các thông tin đáng chú ý như sau. Quốc hội thông qua luật tổ chức tín dụng sửa đổi cho phép phá sản ngân hàng. Bộ Chính trị đồng ý cho Hà Nội triển khai thí điểm chính quyền đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố đề án xây dựng thành phố thông minh vào ngày 25 tháng 11. Thực vị Quốc hội vừa chính thức thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đáng chú ý có quy định cho phép phá sản ngân hàng yếu kém. Chiều ngày 20 tháng 11, thì Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của các tổ chức tín dụng sửa đổi. Tỷ lệ tán thành là tỷ lệ 88,8%. Luật lần này bổ sung phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, gồm phương án phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, chuyển giao bắt buộc, v.v. Đáng chú ý, các ngân hàng quá yếu sẽ được phá sản. Tuy nhiên, các ngân hàng đã được kiểm soát đặc biệt, đang thực hiện phương án xử lý và nhà băng đã được mua lại giá 0 đồng trước đây, vẫn tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Thủ tướng vừa yêu cầu các cơ quan giải trình làm rõ diện tích đất 5.000 ha cần thu hồi để xây sân bay Long Thành và báo cáo Quốc hội. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình làm rõ diện tích đất cần thu hồi 5.000 ha của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc thu hồi đất này đã được Hội đồng thẩm định của nhà nước thẩm định và Chính phủ đã trình Quốc hội từ năm 2014. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, các cơ quan liên quan đến việc rà soát, kiểm tra. Trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Quốc hội theo quy định. Về việc chào giá thực hiện thiết kế sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bà Ngô Thị Thanh Hằng vừa cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý cho Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận. Thông tin được đưa ra tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra mới đây. Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, thì Bộ Chính trị đồng ý với 5 nhóm nội dung đề xuất của Thành ủy Hà Nội, trong đó có nội dung triển khai thí điểm chính quyền đô thị tại các quận. Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi một số luật có liên quan và bố trí kinh phí hỗ trợ để thành phố Hà Nội thực hiện các dự án trọng điểm, ban hành quy chế, cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành trong vùng thủ đô và tăng cường phân cấp hoặc ủy quyền cho thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch và các dự án đầu tư, phê duyệt đề án vị trí việc làm. Hà Nội đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7,5% trở lên. Chuyển sang một thông tin tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa cho biết, đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua, được Hội đồng Nhân dân thành phố góp ý và dự kiến vào ngày 25 tháng 11 sẽ tổ chức họp báo công bố đề án. Đề án đô thị thông minh do chính quyền TP.HCM phối hợp với tập đoàn Viettel xây dựng và triển khai. Theo ký kết, Ủy ban Nhân dân thành phố và Viettel sẽ hợp tác triển khai các lĩnh vực trung tâm điều hành, kho dữ liệu dùng chung, an ninh, an toàn thông tin, các giải pháp hạ tầng, công nghệ thông tin nền tảng và chuyên ngành cho lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, hạ tầng viễn thông. Ngoài ra, hai bên cũng hợp tác nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các sản phẩm vi mạch thuộc chương trình phát triển công nghiệp vi mạch thành phố Hồ Chí Minh. Với việc xây dựng trung tâm giám sát điều hành tập trung, các dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác, giúp ích cho việc ra quyết định của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Vào hôm qua ngày 21 tháng 11, thì Hội nghị Bất động sản 2017 đã được tổ chức với chủ đề Lựa chọn khôn ngoan bởi Forbes Việt Nam. Chương trình diễn ra với sự tham dự của hơn 350 khách mời là các nhà đầu tư tổ chức cá nhân, các nhà phát triển và các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Quyết định mua và sở hữu bất động sản chỉ bao giờ dễ dàng, nhất là ở Việt Nam. Hệ thống giao thông chưa có một định hình cụ thể. Những thay đổi về lối sống đô thị đang diễn ra nhanh chóng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng lắm rủi ro trong lĩnh vực bất động sản. Theo ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Tương tác cho biết. Qua đó, thì hội nghị đánh giá bức tranh toàn cảnh thị trường, sự chuyển động của dòng tiền, trong đó có dòng vốn ngoại, các phân khúc và dự án đầu tư đáng chú ý hiện nay, các xu hướng mới nhất trong phát triển bất động sản và tác động các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị. Trong đó thì đáng chú ý là bài phát biểu của bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang, nói về sự phát triển công trình xanh. Hiện tại, Singapore đã có 2.200 công trình xanh. Và Úc thì có tới 700 đến 800 công trình xanh. Và Việt Nam của chúng ta thì đang ở xuất phát điểm và cái thị phần rất là nhỏ, khoảng 100 công trình xanh. Và đến nay
cái công trình xanh nó là một cái, tôi cho là nó là một cái xu thế rất nhiều, và nó là một con đường mà Phúc Khang đã xác định sẽ đi và kiên định. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện để mỗi ngày công trình xanh sẽ tiếp cận được nhiều người hơn và bằng nhiều cách hơn. Ông Stephen Guiat, Tổng giám đốc John Lang LaSalle Việt Nam cho biết, các thông tin mới nhất về những khu vực và dự án đang thu hút dòng vốn và có sức mua mạnh, cũng như chỉ ra những lợi thế làm tăng sức hấp dẫn của bất động sản với nhà đầu tư, từ đó đưa ra tầm nhìn trung và dài hạn cho thị trường. Sau đó thì các chủ đề bao gồm những yếu tố tiên quyết giúp cho nhà phát triển bán được hàng và làm sao nhà đầu tư đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cũng được đề cập đến. Tiếp theo là các tác động của các dòng vốn lên thị trường được phân tích thông qua góc nhìn của các diễn giả và sự tác động của dòng vốn ngoại lên thị trường Việt nhìn ở góc độ phát triển bất động sản. Các chuyên gia cũng nhận định cơ chế mua bất động sản đảm bảo sinh lời cố định mà nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang chào mời có tác động như thế nào về lâu dài và dự đoán các kịch bản của thị trường bất động sản Việt Nam trong vài năm tới. Trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập tới con số 5.222 tỷ đồng. Đây là số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư tính đến hết quý 3 năm 2017 mà Bộ Tài chính vừa công bố. Song song với việc tăng giá bán lẻ xăng dầu vừa qua, thì Bộ Tài chính cũng công bố tình hình trích lập sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu hay còn gọi là quỹ BOG đến hết ngày 30 tháng 9 2017 là hơn 5.222 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn gần bằng 1.480 tỷ đồng và tổng số sử dụng quỹ là khoảng 238 tỷ đồng. Trong tổng số 27 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, đơn vị có số dư quỹ bình ổn lớn nhất tính đến hết quý 3 năm nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex với hơn 3.131 tỷ đồng. Theo sau là Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI có số dư quỹ bình ổn là hơn 457 tỷ đồng. Đứng thứ ba là Tổng công ty xăng dầu quân đội với số dư quỹ bình ổn là hơn 381 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, thì việc công bố số dư quỹ và các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý như sau. Úc ủng hộ Mỹ xem Triều Tiên là một nước tài trợ khủng bố. Amsterdam và Paris giành quyền đặt trụ sở hai cơ quan của EU rời khỏi Anh vì Brexit.